Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu tiểu sử thủ môn Philip Nguyễn. Philip Nguyễn, sinh ngày 14 tháng 9 năm 1992, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Séc gốc Việt hiện đang thi đấu ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ Công an Hà Nội và đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Philip Nguyễn có bố là người Việt Nam và mẹ là người Séc. Sinh ra và lớn lên tại Cộng hòa Séc, anh lớn lên cùng chị gái ở Praha. Philip từng tiết lộ rằng bản thân anh không biết tiếng Việt. Tháng 8 năm 2021, Philip tổ chức đám cưới với một phụ nữ cũng mang nửa gốc Việt tên là Aneta Ngô sau 5 năm hẹn hò. Trước đó, năm 2020, cặp đôi đã với nhau có một cậu con trai. Philip Nguyễn chính thức có quốc tịch Việt Nam vào tháng 12 năm 2023. Ngày 17 tháng 1 năm 2023, Philip Nguyễn bất ngờ xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của VPF. Theo đó, anh khoác áo số 1 của Công an Hà Nội. Tuy vậy, thương vụ đổ bể vì câu lạc bộ Slovakia không kịp tìm được người thay thế. Ngày 26 tháng 6 cùng năm, Philip Nguyễn chính thức gia nhập Công an Hà Nội theo diện chuyển nhượng tự do. Hợp đồng của anh với đội bóng có thời hạn 3 năm, kèm điều khoản ưu tiên gia hạn. Philip Nguyễn đủ điều kiện để thi đấu cho hai đội tuyển quốc gia khác nhau, Cộng hòa Séc hoặc Việt Nam. Ngay từ khi mới 9 tuổi, Philip Nguyễn đã sớm được tiếp xúc với bóng đá. Anh bắt đầu chơi bóng tại học viện của ABC Branik Praha, đó là một đội bóng nhỏ gần gia đình Philip sinh sống. Năm 17 tuổi, cơ duyên đến với Philip khi anh lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên Sparta Praha, vốn là đội bóng mà Philip Nguyễn vô cùng yêu thích. Đây cũng chính là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của anh ở câu lạc bộ giàu truyền thống nhất Cộng hòa Séc. Đến năm 2015, Philip Nguyễn lúc đó mới chỉ 22 tuổi quyết định rời đội bóng trong mơ của mình để tìm kiếm cơ hội được ra sân nhiều hơn. Sau khi rời Sparta Praha, Philip Nguyễn chuyển đến chơi bóng cho Žilina Nový Bystrov, đội bóng ở đẳng cấp thấp hơn Sparta khá nhiều, trước khi tiếp tục chuyển sang chơi cho Vlasim FC chỉ một năm sau đó. Đây có thể nói là khoảng thời gian biến động nhất trong sự nghiệp của Philip Nguyễn. Sau hai mùa giải thi đấu cho Vlasim FC, Philip gia nhập Liberec Slovan và cũng chính là nơi mà tên tuổi của anh bắt đầu được người ta được nhắc đến nhiều nhất. Thế nhưng ít ai biết rằng năm 2016 trước khi gia nhập Liberec Slovan, Philip Nguyễn đã từng có thời gian trở về Việt Nam thử việc trong màu áo của câu lạc bộ Thanh Hóa. Với việc được đào tạo bài bản từ nhỏ ở một nền bóng đá phát triển, hơn nữa người thầy từng dẫn dắt Philip Nguyễn lúc trước cũng chính là thầy cũ của thủ môn lừng danh Petr Cech. Khả năng chuyên môn của thủ thành 26 tuổi là điều không cần phải bàn cãi. Chỉ tiếc là mặc dù đã rất nỗ lực, thậm chí phải nhờ đến nhiều mối quan hệ khác nhau, nhưng câu lạc bộ Thanh Hóa vẫn không có đủ thời gian để xin quốc tịch Việt Nam cho Philip Nguyễn và đành để cầu thủ tiềm năng của mình ra đi. Cũng phải thôi, ai cũng biết rằng áp lực thành tích ở V-League rất khủng khiếp, bản thân câu lạc bộ Thanh Hóa khi đó cũng đang trong cuộc đua vô địch. Việc chờ đợi một thủ thành tuy rất triển vọng, nhưng chưa từng được thử lửa một phút nào tại sân chơi khốc liệt V-League, có thể dẫn tới sự sụp đổ của cả một mùa giải. Cánh cửa này khép lại thì cũng là lúc cánh cửa khác được mở ra, trở về Séc thi đấu cho Liberec Slovan. Tài năng của Philip Nguyễn đã góp phần giúp đội bóng này vươn lên đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và không loại trừ khả năng giành một suất tham dự Europa League mùa giải năm sau. Màn trình diễn ấn tượng của Philip Nguyễn đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cổ động viên Cộng hòa Séc. Thậm chí một người hâm mộ còn để lại bình luận trên tờ eFootball kêu gọi huấn luyện viên đội nhà triệu tập Philip Nguyễn lên đội tuyển quốc gia. Trên thực tế, vào tháng 9 năm 2020, Philip lần đầu được gọi lên đội tuyển Cộng hòa Séc để tham dự UEFA Nations League ở trận đấu với đội tuyển Scotland vào ngày 7 tháng 9. Tuy nhiên, do đội hình trước của Cộng hòa Séc được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, tất cả cầu thủ lẫn ban huấn luyện từng đấu với đội tuyển Slovakia vào ngày 4 tháng 9 đều bị thay thế hết. Trong tháng 3 năm 2021, Philip đã được gọi thêm vào đội tuyển Cộng hòa Séc để tham gia trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 trước đội tuyển Bỉ. Điều này xảy ra do sự vắng mặt của hai thủ môn được đề cử ban đầu vì lý do chấn thương. Onyeji Kola không thể tham gia và Ji Pavlenka không thể đến Cộng hòa Séc do phải tuân thủ quy tắc cách ly bắt buộc kéo dài 14 ngày. Trong trận đấu này, Philip chỉ ngồi trên băng ghế dự bị và trong toàn bộ 90 phút của trận đấu đó, khung thành của Cộng hòa Séc được thủ môn Tomáš Vaklík chấn giữ. Ngày 6 tháng 12 năm 2023, câu lạc bộ Công an Hà Nội thông báo Philip Nguyễn chính thức có quốc tịch Việt Nam, đồng nghĩa với việc anh hoàn toàn có thể ra sân cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Anh có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2023. Philip Nguyễn là sự lựa chọn số 1 trong 3 thủ môn được huấn luyện viên Philippe Chaussier triệu tập trong danh sách rút gọn 30 cầu thủ sau khi thủ môn Đặng Văn Lâm dính chấn thương và không thể tham dự giải đấu. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất.